Những video blog mần gâu thú vị nhất. Bộ xương khổng lồ Gasa Dokuro là gì vậy ông Yasan? Động đất à? Không phải. Đây là bọn anh đã đi lên. Như cháu đã thấy, Gasa Dokuro là một bộ xương cao hơn 25m, được sinh ra từ oán khí và xác chết của những binh lính tự chọn hoặc bị chết đói trong thời kỳ chiến tranh. Gì mà kinh khủng vậy trời? Ông kể tiếp cho cháu nghe về nó đi. Cháu nhớ bảo mọi người follow kênh để xem được những video tiếp theo nhé. Nó thường đi lang thang vào ban đêm, nghiến răng tạo ra những âm thanh gachi gachi nghe rất rùng rợn. Vậy nó có nguy hiểm không ông Yasan nhỉ? Cực kỳ nguy hiểm là đằng khác. Nạn nhân khi ở gần nó sẽ nghe được những tiếng chung rất là kỳ lạ. Sau đó nó sẽ nhấc bổng người đó lên xé xác và từ từ uống máu. May mà chiến tranh ngày nay cũng đã giảm nên là số lượng Gasa Dokuro cũng ít dần. Úi trời, đôi dép này cũ quá rồi, mình phải đem đi vứt thôi. Khoan đã Lucas, cháu không sợ sau này nó quay về chọc hả? Là sao vậy ông Yasan? Chỉ là đôi dép thôi mà cũng biết đi trêu chọc con người à? Cháu nói đúng rồi đấy Lucas, đó chính là ma dép Bakeyori. Nó chính là một đôi dép đã bị vứt đi. Khi bị bỏ rơi tới 5-100, nó sẽ hóa thành một tờ Tsukumogami. Kể tiếp đi ông ơi, nghe cuốn quá. Được thôi, nhưng cháu nhớ bảo mọi người tìm video để ủng hộ cho kênh Lucas Kaka nhé. Bakeyori mang hình dáng của một đôi dép, có một con mắt ở giữa và mọc ra tay chân. Thật sự để mà nói thì chúng đúng nghĩa là một yêu quái tào lao. Mà nó trêu chọc con người bằng cách nào vậy ạ? Vào ban đêm chúng sẽ quay lại những ngôi nhà của chủ cũ và bắt đầu hát. Úi, con ma vô diện này đáng yêu thế nhỉ? Thật ra ma vô diện trong truyền thuyết Nhật Bản có hình dạng như thế này nè Lucas. Nào, ông đừng có phá hủy tuổi thơ của cháu chứ. Hả? Có ai biết gì đâu. Mọi người hãy giúp ông Yasan follow kênh để ủng hộ cho Lucas nhé. Ma vô diện Noperapo. Nó thường xuất hiện như một người bình thường ở những nơi hoang vu hẻo lánh. Nếu như có người tới hỏi han ma vô diện thì nó sẽ bất ngờ ngước đầu lên để lộ ra khuôn mặt trắng bệch không có bất kỳ bộ phận nào trên đó cả. Vậy nó có làm gì để hại con người không ông nhỉ? Chúng chỉ đi dọa cho người ta hết hồn thôi nên là cháu cứ yên tâm. Thành phố này sắp tới sẽ chịu nhiều thảm họa lắm đấy. Đêm khuya rồi mà vẫn còn có ai ngoài đường hả ta? Ông Yasan ơi! Có chuyện gì mà cháu vội vàng vậy Lucas? Cháu nghe sau lưng có tiếng bước chân nhưng khi quay lại thì không thấy ai không ạ? Vậy có lẽ cháu đã gặp ma vô hình Beto rồi đấy. Con quái vật này có thân hình trong suốt, ngoài trừ đôi chân có đi guốc gỗ. Vậy làm sao để cháu có thể thoát khỏi nó vậy ông? Cũng đơn giản thôi, cháu chỉ cần đứng sang một bên và nói đi trước đi Beto-san thì tiếng bước chân sẽ dừng lại ngay lập tức. Khoan, nhưng nó chỉ có ở Nhật Bản. Vậy thứ mà cháu gặp phải đó là... Ôi giời ơi, con này là gì mà trông ảo ma Canada thế nhỉ? Ơ kìa, sông thật lặng đứng yên vậy trời. Nó chính là quái vật huyền thoại ninja đó Lucas. Ôi trời ơi, ông ở đâu xuất hiện ra vậy? Điều đó không quan trọng, quan trọng là cháu sẽ rất ngạc nhiên khi nghe về nó đấy. Vậy ông kể đi, cháu sẽ kêu cả dòng họ vào team video để ủng hộ ông nhé. Ninja được cho rằng phát hiện đầu tiên bởi những người Nhật Bản vào năm 1990. Nó trong tiếng Nhật có nghĩa là con người. Ninja có thể cao tới 30m với bộ da trắng muốt, chân nhẵn và sở hữu hai tay hai chân với đầy đủ các ngón như con người. Năm 2007 đã có một nhà khoa học người Nhật Bản chia sẻ rằng mình đã nhìn thấy Ninja dưới đáy đại dương tại Nam Cực. Tất cả mọi người đều không tin cho tới khi xem được video trên. Ôi, trông nó ngầu thật sự không ạ? Cháu chắc chứ, đây là hình ảnh minh họa khác về Ninja. Xấu kinh khủng khiếp, sao trông nó lại đờ đẫn đần đục thế này? Trời ơi, cơn bão Noru gần đây có gây thiệt hại gì cho ông không vậy? Úi giời, ông da xanh bất tử mà Lucas không biết hả? Ông đùa thôi. Mà cháu có biết vụ nữ Ameonna không hả Lucas? Ông kể cho cháu nghe về nó đi. Cháu sẽ tặng cho ông một dách. Nó là một con quái vật xấu xí, bốc mùi và có khả năng tạo ra mưa để gieo rắc tai ương, nhằm trừng phạt loài người để có thể giải tỏa những đau khổ thù hận trong người của nó. Đúng là giận cá chém thớt. Mà khi nào nó xuất hiện vậy ông? Nó thường xuất hiện trong những lối đi tối tăm khi mà trời đổ mưa. Ngoài ra dân gian còn cho rằng Ameonna chính là thủ phạm bắt cóc những đứa trẻ dưới mưa, và nếu đó là bé trai thì sẽ bị ăn thịt. Ồ, con gì mà dễ thương thế nhỉ? Đã vậy còn hát hay nữa chứ. Ủa mà từ, hình như có cái gì đó sai sai. Cứ có ai làm gì đâu mà mình giữ cái gì. Đi ông cháu ơi. Hả? Cháu giả bộ xỉu thôi ông ê. Nhưng mà ông kể cho cháu nghe về con mèo đen đó đi. Được thôi, nhưng mọi người hãy nhấn vào dấu cộng bên phải để giúp ông Yasan lên được 300.000 follow nhé. Nói chính xác hơn, con mèo đen đó chính là Cartoon Cat. Nó được tạo bởi nghệ sĩ Trevor Henderson. Cartoon Cat lần đầu được xuất hiện tại Internet là ngày 4 tháng 8 năm 2018. Bức ảnh này cho thấy rằng nó đang đứng sau một cánh cửa trong một tòa nhà bỏ hoang và luôn chằm chằm nhìn vào camera. Khiếp, ghê quá. Thế có bức ảnh nào khác về nó không ông nhỉ? Tất nhiên rồi, 6 ngày sau đó bức ảnh thứ hai đã xuất hiện. Qua đó ta có thể thấy rằng nó có một nụ cười cực kỳ đáng sợ và mang một đôi bao tay trắng giống như nhân vật hoạt hình thập niên 30. Chắc nó là con mèo đáng sợ nhất thế giới rồi đúng không ông? Mua. Thế là cháu chưa biết đến con mèo này rồi. Trời ơi, trời ơi. Đố cháu con yêu quái nào đã bảo vệ Nhật Bản khỏi Covid-19 đó Lucas? Nà ní, con yêu quái nào mà có ma thuật mạnh vậy ông Yasan? Đó chính là linh hồn bí ẩn Amapie. Nó có hình dạng nửa người nửa cá, có mỏ như chim, ngoài ra sở hữu toàn 3 cái chân và có mái tóc dài quét đất. Vậy nó có thể bảo vệ Nhật Bản khỏi Covid. Vậy thứ gì có thể bảo vệ điện thoại cháu khỏi bị lag khi chơi game ông nhỉ? Vậy thì cháu tẩy ngay Noise Cleaner nhé. Ứng dụng này ngoài giúp cháu tăng tốc điện thoại để chơi game mượt như dầu gội sân siêu thì nó còn giúp diệt cả virus trong máy của cháu. Nếu cháu muốn tải thì vào ngay link bio trong trang cá nhân của ông nhé. Thế ứng dụng này có diệt được virus corona không hả ông? Trời ơi, nó chỉ diệt virus trong máy của cháu thôi. Ảo thật đấy, theo mình nhớ không nhầm nó là SCP-096. Hét gì mà to dữ vậy cha nội? Ơ kìa, tao có làm gì mày đâu mà mày nhìn tao ghê mày. Mày nghĩ chắc tao sợ mày à? Thay quần đi Lucas, cháu làm gì mày ướt nhẹp thế kia.
Hả? Cháu có biết gì đâu. Bỏ qua chuyện đó đi ông ơi. Thế ông có biết gì về SCP-096 không? Kể cho cháu nghe về nó đi. Tất nhiên là có rồi. Nhưng cháu nhớ kêu mọi người tích vào dấu cộng bên phải để giúp ông Gia Xanh lên 300.000 follow nhé. SCP-096 là một sinh vật mang hình dạng của con người với chiều cao lên tới 2,38m. Khối lượng cơ thể hiện tại cho thấy rằng nó bị suy dinh dưỡng nhẹ. Hàm của nó có thể mở rộng gấp 4 lần so với một người bình thường. Thế nó có đẹp trai không vậy ông? Bậy nha. Nếu cháu nhìn thấy khuôn mặt của SCP-096 dù là trực tiếp, thông qua video, hay thậm chí chỉ nhìn thoáng qua một bức ảnh chụp, nó sẽ bước vào giai đoạn đau khổ cảm xúc cực kỳ. Sau đó dùng tay che mặt lại và bắt đầu la hét, khóc lóc và run rẩy. Cuối cùng từ 1 đến 2 phút sau nó sẽ sửa đẹp người đã nhìn thấy nó. Hình như đó là SCP-096 kìa ông. Đâu, nó ở chỗ nào vậy? Toang, xin vĩnh biệt cụ. Trời ơi, con mèo hoang ở đâu mà dễ thương thế nhỉ? Cháu có biết câu chuyện về yêu quái mèo Nekomata không Lucas? Cháu chưa nghe bao giờ ông ạ, ông kể cho cháu nghe đi. Được thôi, nhưng cháu nhớ kêu mọi người tìm video để ủng hộ ông nhé. Mèo hoang khi đã sống đủ lâu thì nó sẽ biến hóa thành Nekomata. Lúc đó, đuôi của nó sẽ chia thành hai nhánh và sở hữu rất nhiều sức mạnh ma quái. Thế con mèo đó nó có ác độc không vậy ông? Chắc chắn rồi, đa số chúng đều rất ghét con người. Nó thường tạo ra những quả cầu lửa để đốt cháy các ngôi nhà hoặc điều khiển những xác chết bằng thuật chiêu hồn vô cùng mạnh mẽ. Mà sao con mèo đó nó lại ác quá ông nhỉ? Bởi vì Nekomata sinh ra từ thù hận, chúng là những con mèo bị ngược đãi hoặc bị giết chết một cách tàn nhẫn. Bye bye mày nha, bé mèo dễ thương. Úi, con này là con gì mà dễ thương thế nhỉ? Nhìn quen quen, hình như mình thấy nó ở đâu rồi thì phải. Nó là bạch tuộc Dumbo đó anh. Cái tên của nó được lấy cảm hứng từ một bộ phim của Disney. Thế em có biết gì về nó không? Kể cho anh nghe với. Được thôi, nhưng anh phải kêu mọi người follow kênh của em nhé. Vậy cũng được. Mọi người hãy giúp mình follow kênh TikTok bên dưới để ủng hộ The Quick nha. Cảm ơn anh và mọi người. Bạch tuộc Dumbo có đôi tai dài giống voi Dumbo, sở hữu chiều dài chỉ 30cm. Loài động vật đáng yêu này cũng có đôi mắt long lanh và cái miệng chu mỏ đầy thú vị làm tăng thêm vẻ đẹp đáng yêu của nó. Nó có cái gì khác biệt so với những con bạch tuộc khác không vậy The Quick? Có chứ, nó là loài bạch tuộc sống sâu nhất mà khoa học biết đến. Nó làm nhà của mình ở độ sâu từ 3.000m đến 3.700m. Thế còn điều gì thú vị về nó nữa không vậy em? Có một sự thật thú vị khác, đó là bạch tuộc Dumbo có thể sống từ 3 đến 5 năm và không thể phun mực như các con bạch tuộc khác. Hồn ma xương cá voi trắng là gì vậy ông Gia Sanh? Được rồi, ta sẽ kể cho cháu nghe về con cá voi đó. Nhưng cháu hãy kêu mọi người tích vào dấu cộng bên phải để giúp ông Gia Sanh lên được 300.000 follow nhé. Hồn ma xương cá voi trắng hay còn được gọi là Bakekujira. Nó xuất hiện vào một đêm mưa bão tại hòn đảo Okino, Nhật Bản với một đám khói trắng xung quanh. Người dân đã cho rằng Bakekujira chỉ là một con cá voi bình thường nên đã tìm cách để săn được nó. Thế họ có bắt được nó không vậy ông Gia Sanh? Tất nhiên là không rồi. Những mũi tên, mũi lao hay những vũ khí sắc nhọn khác khi ném đi thì đều như rơi vào hư không. Và thế rồi họ đã nhận ra con cá voi mà nãy giờ họ đang săn chỉ là một bộ xương khổng lồ và không có da thịt gì hết. Thế cái kế là những dân làng đó đã toan chưa ông? Giống như có một lời nguyền được giáng xuống vậy. Họ đã phải trải qua một chuỗi thảm họa liên tiếp như thiên tai, nạn đói và bệnh tật. Đây là người ngoài hành tinh thì phải. Úi, sao nó lại biến mất rồi? Người ngoài hành tinh có thật không vậy ông Gia Sanh? Theo ta khả năng cao là có thật. Thế ông có biết gì về nó không? Kể cho cháu nghe với. Hiện tại thì ông đang nắm rõ thông tin của hai chủng tộc người ngoài hành tinh phổ biến nhất thế giới. Nhưng cháu nhớ kêu mọi người tìm video nhé. Đầu tiên đó chính là chủng tộc người Reptilian, hay còn được gọi là người bò sát. Người ta đồn rằng nó là một loài động vật ăn thịt, uống máu, đổi lốt một ai đó để loài người không phát hiện và đang âm mưu thống trị cả thế giới. Vậy chủng tộc thứ hai là gì vậy ông? Tiếp theo là chủng tộc người Grey. Nó được cho là sống gần nhất trái đất với khoảng cách là 40 năm ánh sáng. Họ cao chưa tới 1m, sở hữu đôi mắt to và làn da màu xám, trơn nhẵn. Hiện nay nhiều bằng chứng đã chỉ ra rằng chủng tộc Grey là thủ phạm trong các cuộc bắt cóc bí ẩn tại trái đất để thực hiện các thí nghiệm y học trên cơ thể con người. Không biết người ngoài hành tinh trông đáng sợ không nhỉ? Trời má, con này là con gì mà nó cao như cái cục điện vậy? Rồi xong toàn cái xe ô tô luôn. Ê, chơi gì kỳ vậy trời? Dăm ba cái con quỷ đầu loa, hồi xưa ông với nó đánh nhau suốt. Có giỏi thì nhà vô đây này. Úi giời. Thế ông biết gì về nó không? Kể cho cháu nghe với. Nhưng cháu nhớ kêu mọi người follow kênh để ủng hộ ông Gia Sanh nhé. Siren Hit là một con quái vật cao hơn 10m, phủ trên mình là một bộ da khô và nhăn như một xác ướp, với phần đầu được gắn hai cái loa phát thanh. Thế hai cái loa đó được dùng để làm gì về ông Gia Sanh? Nó được dùng để phát ra những âm thanh khác nhau, nghe rất là chói tai và khó chịu, chẳng hạn như là tiếng radio rẻ, tiếng còi hú, hoặc là những âm thanh ở tần số cao gây hỏng thính giác. Vậy nó có thật không vậy ông Gia Sanh? Tất nhiên là không rồi, nó là SCP-6789, hay nói cách khác là một sự tưởng tượng của con người. Sao lúc nãy ông bảo hồi xưa hay đánh nhau với nó? Cháu đoán xem.